Xin chào các bạn. Hôm nay video clip này hướng dẫn đến các bạn cách cài đặt ánh sáng đèn nền của cân điện tử JWL. Cái chức năng này tỏ ra khá hữu ích trong những cái điều kiện sử dụng thực tế. Ví dụ như khi bạn sử dụng trong ban tối hay là trong điều kiện thiếu sáng, thì với việc bật cái ánh sáng đèn nền lên thì nó làm cho mình dễ dàng quan sát cái số hơn. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng trong môi trường ánh sáng nhiều hoặc là ban ngày hoặc là bên ngoài thì mình không cần phải nhất thiết phải bật cái ánh sáng này lên, tại vì bật lên thì nếu không bật á, thì mình vẫn có thể quan sát rõ số, và nếu mà tắt đi thì mình sẽ tiết kiệm được pin hơn và mình sử dụng được lâu dài hơn. Thì cái cài đặt cái ánh sáng này như thế nào thì xin mời các bạn xem kỹ cái hướng dẫn của video clip này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm set và buông ra. Thì lúc này hiện tại thì màn hình nó hiển thị là live. Nếu như mà các bạn bấm lên mà nó hiển thị ở những cái màn hình khác thì chúng ta sử dụng hai cái phím này để chúng ta di chuyển. Đến khi nào mà màn hình hiển thị live thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ bấm set để xác nhận. Và bây giờ hiện tại thì màn hình nó hiển thị on, có nghĩa là khi mình chọn cái chức năng này, mình chọn on thì màn hình này lúc nào cũng luôn sáng, có nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi bật cân lên thì nó luôn sáng. Và nếu như các bạn chọn bấm T hoặc là MR thì để di chuyển, thì ở đây bây giờ là off. Off thì có nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì khi bật cân lên nó đều không có ánh sáng này nè. Còn nếu mà chúng ta sẽ bấm tiếp nữa thì là auto, thì cái này là tùy tùy, có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu cân hay là bỏ bật cân lên thì bắt đầu thay đổi trọng lượng thì đèn này sáng, và khi các bạn cân xong thì đèn này sẽ tự động tắt. Thì cái tính này cũng rất là ưu việt khi mà nó giúp mình tiết kiệm được pin và chúng ta không bận tâm nhiều lắm. Tuy nhiên thì một trong những cái điều kiện nhất định nào đó thì thay vì chọn qua chọn lại thì người ta sẽ để auto hoặc là để luôn sáng, nên là tùy theo cái nhu cầu của bạn mà thôi. Thì khi các bạn bây giờ ở đây thì mình sẽ chọn là on và chúng ta sẽ bấm M cộng để lưu lại, và sau đó xong rồi. Bây giờ đến bây giờ đã xong, đã chọn là xong rồi, và chúng ta thoát ra bằng cách nào? Thì bây giờ hiện tại thì cân đã ở trạng thái sử dụng bình thường và đèn nền luôn luôn sáng. Còn nếu như các bạn mà muốn chuyển sang tắt đèn nền hoặc là chế độ auto thì xin mời các bạn làm theo cái thao tác như nãy và chọn là off hoặc là auto. Vâng, xin cảm ơn.